Sau một thời gian rớt giá thê thảm, có lúc chỉ còn 10.000 đồng một mét vuông, khiến người trồng thua lỗ. Hiện nay, giá cỏ nhung tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp tăng trở lại, gấp đôi so với trước. Nhiều nông dân trồng cỏ nhung phấn khởi. Theo tính toán của bà con trồng cỏ nhung, với giá bán hiện tại 20.000 đồng một mét vuông, sau khi trừ chi phí, người trồng thu lợi nhuận hơn 5.000 đồng một mét vuông. Bình quân, cỏ được trồng sau 25 ngày thì thu hoạch, và lợi nhuận 1.000 mét vuông cỏ là hơn 5 triệu đồng. Theo nhiều thương lái, sở dĩ giá cỏ nhung tăng nhanh trở lại trong những ngày qua là do thời điểm này, nhu cầu trang trí các công trình phục vụ lễ 2 tháng 9 tăng mạnh. Thêm vào đó, nước lũ đang lên, một số ruộng cỏ bị ngập nước nên nông dân ngưng trồng, khiến cho nguồn cung giảm, dẫn đến giá tăng.